Không biết mọi người chuẩn bị quà tặng 8 tháng 3 đến đâu rồi ha. Chứ tôi thì khỏi cần phải nhọc công chuẩn bị gì hết. Tại bà My bà nói xa lạ gì đâu nữa mà quà cáp chia cho tốn kém. Hôm nay khỏi nấu cơm dẫn bà ra ngoài ăn là được rồi. Mà bà chọn ở đây là tôi thấy có gì đó không đúng rồi nè. Như là ăn đại thôi mà dẫn tôi vô đây. Nhà hàng Hokkaido Sachi thì quá là sang trọng và ấm cúng rồi. Ở đây là đang phục vụ menu mùa xuân với các món ăn mỗi năm chỉ có một lần. Rồi để tôi điểm danh cô bà đã gọi những món gì nha. Trời ơi, sashimi cá hô bồ. Bà chơi lớn ghê, lần đầu tiên tôi nhìn thấy sashimi nguyên một con cá. Tôi biết hương vị sao nhưng mà phần nhìn là 10 điểm rồi nha. Thịt cá trắng với lớp da ánh hồng, ăn vào thì cảm giác cá cực kỳ ngọt thịt và tươi ngon. Rồi cô tới bà My bà ăn nè, lấy cho cố wasabi vô, làm nhiều cái thấy mệt ghê. Món tiếp theo đến với chúng ta trong menu mùa xuân là mực đom đóm. Vâng ra tôi hết hồn luôn vì mấy em mực khá là bé. Tuy nhiên được chế biến vô cùng sạch sẽ, ăn kèm sốt vỏ chanh và một ít hẹ. 10 điểm nha. Bị không kém là cơm tôm sakura. Mấy em tôm nhỏ mà có vỏ với ngoại hình trong suốt, có màu hồng cam nhạt tựa như cánh hoa, tươi ngon và chất lượng nhất trong đợt đánh bắt mùa xuân. Trong menu mùa xuân còn có cả hàu nữa mà hôm qua tụi mình đi thì hết rồi nên tụi không có gọi. Đến đây tôi tưởng bà My bà no rồi, cái bà nói đâu có. Cái đó là mới trải nghiệm mấy món trong menu mùa xuân thôi. Còn menu thường bà chưa ăn mà. Thế là bà kết nạp thêm nào là trứng hấp, salad, mai cua, sushi và cuối cùng là cân bằng lại khẩu vị với một chiếc lẩu hải sản mini. Mấy món này thì lần đầu đến đây bà cũng gọi hết trơn á. Bà phải công nhận một điều là hải sản ở đây thì tươi ngon mà chất lượng đồ ăn thì cực kỳ ổn áp luôn. Nếu suy nghĩ mua quà khó quá thì nhanh nhanh dắt những người thương của mình đến đây trải nghiệm menu mùa xuân nha cả nhà ơi. Hẹn lại mọi người ở những review sau của Tường Heo nha. Bye. Aeon Mall đang có buffet sushi thời vụ kìa, mọi người đã biết chưa? Với hơn 40 món ăn, gồm rất nhiều loại sushi, mà mức giá thì siêu hời luôn, cùng tụi mình khám phá nha. Mọi người, lại là Tường Heo nè. Sở dĩ mà tôi gọi đây là buffet thời vụ tại vì nó chỉ diễn ra trong một tuần thôi, từ 3 tháng 11 đến 9 tháng 11, từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối. Tại khu vực sảnh ở ngay tầng trệt và hôm nay địa điểm mà Tường đi là Aeon Mall Tân Phú. Với mức giá là 149.000 cho người lớn và 105.000 cho trẻ em. Mọi người sẽ được thưởng thức hơn 40 món ăn, từ các món khai vị như tôm tempura, gà chiên giòn, mực chiên giòn, bánh xèo Nhật, rau xào, mì udon xào và rau củ chiên giòn. Đến với các món chính thì chúng ta sẽ được thưởng thức tất tần tật các loại sushi, từ gulkan, nigiri, các loại sushi cá hồi, mực, bạch tuộc, lươn, nói chung là rất rất nhiều, từng kể không hết luôn. Ngoài sushi ra thì ở đây còn có mì lạnh và cả súp miso nữa, thêm một quầy salad xanh mát ăn kèm với lại thanh cua và thịt nguội kết hợp cùng các loại sốt. Và đặc biệt hơn nữa là ở đây còn có món lẩu ly ăn kèm với xiên que làm mưa làm gió ở các cửa hàng tiện lợi. Lẩu thì luôn trong tình trạng nóng bốc khói luôn, mì và bún sẽ được bỏ sẵn trong các ly, mọi người chỉ cần chọn xiên que và múc thêm nước lẩu vào ly là dùng được rồi nha. Xong các món chính rồi, bây giờ để Tường liêu qua cái quầy tráng miệng cho mọi người xem nè. Có các loại trái cây từ ổi, dưa hấu, táo và củ sắn được che đậy rất là sạch sẽ và chỉnh chu. Ngoài ra ở đây còn có kem tươi, nước uống thì sẽ có trà chanh và nước lọc nấu với gừng. Chưa hết đâu nha, còn có cả một tủ bánh dorayaki và bánh bông lan Nhật phô mai nữa đó. Bây giờ thì chúng ta tiến hành đi lấy đồ ăn thôi nào. Đây là sương sương đồ ăn của tụi mình lấy, ăn hết thì sẽ lấy tiếp nha. Với mức giá 149.000 nhưng Tường thấy chất lượng đồ ăn rất là ok luôn. Mực chiên giòn cũng là mực tươi chứ không phải là mực đông lạnh. Các loại hải sản đi kèm với sushi cũng cực kỳ tươi ngon, không hề có mùi. Mà sushi thì được làm với một lượng cơm rất là vừa phải cho nên mọi người ăn nhiều một tí cũng được, không có bị ngán. Tường thì Tường mê nhất là cái phần lẩu ly thôi, nước dùng cay rất là ngon. Sau khi ăn sushi rồi á, làm lại một ly lẩu này là hết bài luôn. Mà ăn gì ăn chứ mọi người nhớ chừa bụng lại để ăn đồ ngọt nha. Bánh dorayaki ở đây Tường thấy ngon, đặc biệt là vị sô cô la. Bông lan cũng ngon, kem sô cô la cũng ngon luôn nha. Kem trà xanh thì hơi nồng mùi trà xanh quá, khen nhiều thì nó kỳ nhưng mà nó ngon thiệt mọi người. Mọi người nhớ lấy vừa đủ ăn thôi nha. Nhớ ăn hết chứ đừng ăn hải sản bên trên rồi bỏ phần cơm bên dưới thì mang tội dữ lắm. Nói chung ở đây phục vụ tốt, có trang bị sẵn khăn giấy cho mọi người, cô dọn dẹp luôn, nhưng mà mình ăn xong thì tiện tay dọn giùm cô cũng được. Buffet chỉ có một tuần thôi, tranh thủ triển ngay nha cả nhà ơi. Cũng Tương Heo trải nghiệm ẩm thực Nhật Bản trong không gian đậm chất lễ hội với rất nhiều những món ăn ngon, không khí vui tươi sôi nổi, một nơi hội tụ đủ các yếu tố ẩm thực, nghệ thuật và giải trí, thích hợp để hẹn hò cùng bạn bè và gia đình. Hello mọi người, lại là mình Tường Heo nè. Vừa rồi thì Tường và gia đình có tham gia sự kiện reopening của nhà hàng Unatoto Việt Nam, chi nhánh 4 chính thức ra mắt mọi người tại địa chỉ 70 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7. Vẫn là hàng đèn lồng quen thuộc, không gian sang trọng và ấm cúng. Đến đây thì mọi người có thể tham gia các trò chơi rất là vui nè, như là câu bóng, vớt banh bằng vật giấy, thử độ may mắn và khả năng thiện xạ của mình. Ngoài ra thì ở đây còn có rất nhiều góc sống ảo cho mọi người, và đặc biệt là có trang phục kimono cho mọi người chụp hình và check in trong suốt quá trình dùng bữa tại nhà hàng. Hoặc là chúng ta có thể thử sức làm bánh takoyaki, làm kẹo bông gòn và làm đá bào nữa, thích lắm mọi người ơi. Vui chơi thỏa thích và cũng đói bụng rồi, bây giờ mình trở về bàn và bắt đầu ăn nha. Khai vị sẽ là món salad rau siêu tươi mát, cùng với đó là món trứng hấp cua. Hai món này Tường khá là hài lòng, tuy nhiên ấn tượng nhất với Tường có lẽ là món trứng cuộn lươn, với lớp trứng bên ngoài mềm xốp, phần thịt lươn bên trong thơm và béo hết sảy luôn nha. Món gà chiên phủ sốt thì quá quen thuộc rồi, best seller của mấy em nhỏ đây mà. Tiếp đến sẽ là set sashimi 3
loại cá hồi, cá ngừ và cá trích ép trứng. Chỉ cần nhìn thôi thì mọi người cũng thấy được độ tươi sống của mấy cái loại sashimi này rồi. Dì chế món này là con bé cháu tôi mê lắm. Một mình ẻm xử hết tô luôn đó mọi người. Khoai tây phô mai đút lò thì với Tường là hơi nhạt nha. Cơm cuộn cá hồi và trứng cá hồi Tường cũng đánh giá cao luôn. Béo và ngon. Tiếp theo sẽ là xiên gà nướng ba loại, đùi, mề và cánh. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm dịu lại khẩu vị với món nấu gà cùng với các loại rau và nấm. Để đến với best seller của nhà hàng, đó là món cơm lương nướng và cơm lương rong biển khô ăn cùng với nước súp daisy. Khẩu vị quá ok, tuy nhiên phần lương hơi nhiều xương, mọi người ăn thì cẩn thận nha. Unatoto là thương hiệu nổi tiếng ở Nhật Bản và là nhà hàng cơm lương số 1 tại Việt Nam với 3 chi nhánh tại Sài Gòn và 1 chi nhánh tại Hà Nội. Còn chờ gì nữa, lên lịch hẹn hò thôi nào. Hẹn gặp lại mọi người ở những review sau của Tường Heo nha.